Hello, chào các bạn rất vui được gặp lại các bạn. Lại có một cái phần video nữa để dành cho mọi người. Thì trong quá trình làm khóa học thì mình thấy có một cái vô cùng hay khi mà sử dụng ở trong AutoCAD. Thì cái phần vấn đề này nó liên quan đến cái layer ở trong phần bản vẽ của các bạn. Và khi mình mò lại cái phần bản vẽ từ ngày xưa thì bắt đầu có những cái vấn đề mà mình thấy cực kỳ hay ho rồi và muốn chia sẻ với mọi người. Thì ví dụ như đây là mình có một cái phần bản vẽ bố trí nội thất mà trước đây đã từng làm thì uh, khi mà các bạn làm bản vẽ và các bạn sử dụng layer ấy thì nó có một cái là chúng ta luôn quy định là các phần layer nào thì dùng cho các phần đó đúng không ví dụ như là nét hack thì chúng ta dùng nét hack đoạn này này các bạn hình dung nhá cái đoạn này là mình đang sử dụng là một cái tủ cao và mình ký hiệu bằng một cái phần gạch hai cái phần gạch chéo như thế này các phần tủ thấp thì thông thường mình sẽ ký hiệu một gạch chéo và đây nó là một phần ghi chú cho nên là mình hay dùng cái nét mảnh để làm và đây là về đúng về bản chất Tiếp theo là một số cái như là các cái phần liên quan đến cái hack ở phía dưới của cái đối tượng của đối tượng block này thì khi mà mình làm ấy um, nếu mà về bản chất thì đối tượng này đúng là đối tượng hack đúng không? Cái đối tượng này thì bởi vì bản chất nó là hack cho nên là chúng ta hay dùng layer hack để sử dụng luôn. Ví dụ như thế này, đây là layer chúng ta hay dùng là layer hack chẳng hạn. Đây nha, mình sẽ chọn đúng như là chúng ta đã sử dụng nó sẽ xảy ra vấn đề gì. Xếp lại này Như này Thế thì trong quá trình làm Khi mà mình muốn sử dụng các lệnh về layer Và tắt hoàn toàn các layer liên quan đến nội thất Đây Thì nó gặp ngay một vấn đề Đó Các bạn thấy không Hiện tại thì tất cả những cái nét này nó lại còn lại Và nó đang liền với một cái nét Mảnh của mình Và các cái phần hack nếu mà đúng bản chất Thì để nếu mà để nét hack thì nó cũng bị tình trạng như thế này rồi các cái phần liên quan ví dụ như là cái vị trí mà mình sử dụng ở tab đầu giường có một cái phần nét trục được uh, thể hiện ở đây thì nó cũng không ẩn cho mình thế thì trong tình huống này thì uh, về cơ bản là dùng cái phần lệnh này nó đã không ổn vậy thì um, trong quá trình hướng dẫn và qua các khóa học thì mình đã nghiệm ra một điều là chúng ta nên linh động khi sử dụng layer mặc dù là chúng ta đang dùng đúng bản chất nhưng mà có rất nhiều cái layer để các bạn có thể sử dụng nó linh động hơn đây nha ví dụ như trong trường hợp như thế này các cái phần này nó là nét mảnh về bản chất là vậy chúng ta có thể để nó là một dạng nét mảnh nhưng mà nếu mà chúng ta để nét mảnh thì sẽ gặp vấn đề như hồi nãy thế thì bây giờ cái mà chúng ta mong muốn là nó phải là nét nội thất cái này là đầu tiên nó phải là nét nội thất đã để khi mà chúng ta tắt nó đi nó sẽ gắn liền với cái phần nội thất xong bây giờ chúng ta lại muốn in cái đối tượng này nó phải là nét mảnh đúng không? Nó phải làm một cái nét mảnh, tức là nó không có độ dày bằng cái nét nội thất này, bởi vì đây là phần ghi chú ở bên trong, bản chất của nó là phần ghi chú. Thế thì chúng ta sử dụng cái nét này, các bạn có thể sử dụng cái cách là chúng ta chỉ định luôn cái thằng nét đấy, nó sẽ in ra giống như nét mảnh. Ví dụ như mình có thể chọn được hai cái, một là 0.09 hoặc là 0.13, nhá, là thuộc về phần nét mảnh. Ví dụ như mình chọn 0.09, thì sau này in nhá, cái đối tượng này khi mà chúng ta chỉ định là 0,09 nó sẽ luôn luôn in ra với cái nét là 0,09 nhá các phần đối tượng khác các bạn có thể làm tương tự như vậy ví dụ như khi mà mình ẩn hiện các phần layer và mình sử dụng như này mình có thể chọn toàn bộ những cái đường nét ghi chú trước đây mình chỉ định cho nó là 0,09 sau đó thì mình đổi nó thành layer nội thất về cơ bản là đúng Đấy, các bạn có thể sử dụng một cái cách nữa đấy là dùng MA, tức là dùng matchup để có thể copy thuộc tính sang các phần đối tượng khác thì nó ok hơn rồi. Bây giờ đến cái phần block phía trong này đã từng nói rất nhiều. Trước tiên chúng ta chọn hết nên đến... cái này nó liên quan đến cả cái phần hack này nhá. Bởi vì là do cái thói quen của mình là mình dùng thêm cái phần hack và để màu và khi in ra nó sẽ là dạng màu. Đây, để màu 253. Thì bình thường mình sẽ bây giờ mình sẽ làm như này, chọn toàn bộ đối tượng này và chuyển nó về layer 0. Rồi, tiếp tục chỉ định cho cái phần này. Trước tiên là chúng ta nên lấy như này, cả một cái hệ này bởi vì đây là một cái thể hiện của cái đèn ngủ. Đấy, đặt trên một cái táp đầu giường thì chúng ta chỉ định luôn cả cái hệ này nó sẽ trở về với dạng là nét mảnh. Sau đó thì mình sẽ chỉ định riêng cái phần nét trục này, mình sẽ chọn cho nó là một phần nét trục và nếu các bạn muốn hiển thị tốt hơn thì chúng ta sẽ chuyển nó về nét trục. Mình sẽ xem nào cái này nó cũng chưa đảm bảo được cho các bạn nó về nét trục rồi đây tận tận 0 phải không mấy nó mới ra ví dụ như thế này đấy thì một cái phần hình như này các bạn đã đảm bảo được cái việc là về hiển thị thứ nhất là cái nét hack này sau này nó cũng sẽ được tắt theo layer bởi vì ở bên trong này block nó là layer không thì ở ngoài nó sẽ theo hiện hành cái này thì trong bài block có nói với các bạn rồi uh, rất là kỹ lưỡng về cái phần này để sau này các bạn sử dụng nó thuận tiện hơn ví dụ như chúng ta có thể lưu lại như này đó, thì bây giờ mình sẽ ví dụ là các cái phần mình vừa sửa đổi, mình sẽ tắt thì khi đó sẽ cơ bản tắt được. Còn lại những cái phần này hẳn nhiên là các bạn cũng sẽ phải vào các bạn lựa và các bạn chọn nó để nó trở về với layer không. Ngoài ra nếu các bạn muốn những cái nét phía trong này là nét mảnh thì chúng ta sẽ chọn nó là nét mảnh. Được chưa? Và lưu nó lại. Đấy. Ở đây, tất nhiên khi mà các bạn làm ngay từ đầu thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đấy cả cái phần này nữa xong vậy là toàn bộ nội thất của mình đã được tắt cái thiết bị này nếu mà các bạn muốn đẩy nó về đúng cái thiết bị hoặc là để nội thất cũng được à, bây giờ thì mình đã để riêng cái thiết bị vệ sinh với cái là cái nét thiết bị vệ sinh rồi không để chung với cái phần nội thất này nữa rồi đấy là một cái phần mẹo để các bạn có thể sử dụng ở trong bản vẽ và nó có vẻ ok hơn ok hẹn gặp lại các bạn trong phần video tiếp theo hy vọng rằng đây là một cái phần kiến thức hữu ích dành cho các bạn